xe tăng T-72B3M Nga oanh tạc cứ điểm Ukraine. Nga tiếp tục tấn công căn cứ không quân Ukraine, xóa sổ Mi-24 bằng tên lửa Iskander-M. Ngoại trưởng Nga Hungary điện đàm khi Thủ tướng Viktor Orbán đang thăm Ukraine. Houthi tung video đe dọa đánh chìm tàu sân bay Mỹ tiến vào Biển Đỏ. Nhân vật số 2 của Hezbollah cam kết dừng mọi cuộc tấn công nếu đạt được lệnh ngừng bắn. Mưa bão khiến gần 250.000 người ở miền đông Trung Quốc phải sơ tán. Kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Toàn cảnh quốc tế trên kênh YouTube Báo Điện tử VOV. Vừa rồi là những thông tin đáng chú ý sẽ có trong chương trình. Sau đây xin mời quý vị cùng đến với nội dung chi tiết. Mở đầu là những tin tức liên quan đến cuộc xung đột tại Ukraine. Thưa quý vị, Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố video ghi lại cảnh xe tăng T-72B3M tấn công như vũ bão vào một thành trì quân sự của Ukraine ở khu vực Avdiivka. Theo nội dung video do Bộ Quốc phòng Nga công bố, xe tăng T-72B3M đã được điều động vào vị trí bắn để thực hiện nhiệm vụ phóng hỏa lực trực tiếp vào mục tiêu. Nhiệm vụ của loại vũ khí này là hỗ trợ cho lực lượng vũ trang Nga tấn công mục tiêu. Bộ Quốc phòng Nga cho biết, xe tăng đã được điều động đến gần khu vực đóng quân của Ukraine. Lính tăng đã nhắm vào lực lượng của Ukraine bằng đạn nổ cao cỡ nòng 125mm, phá hủy điểm tập kết súng máy và công sự đối phương. Xe tăng T-72B3M nâng cấp có lớp bảo vệ mới, giúp tăng cường đáng kể khả năng sống sót trong các trận chiến tổng hợp và cả trong môi trường chiến đấu sử dụng nhiều vũ khí chống tăng. T-72B3M cũng được trang bị hệ thống điều khiển hỏa lực mới, có quy trình khai hỏa tự động và có độ chính xác rất cao. Xe tăng được trang bị động cơ công suất 1.000 mã lực. Ngoài ra, xe còn được bổ sung các mô đun bảo vệ động cơ ở đuôi xe. Lính Nga đang tích cực sử dụng xe máy trong nỗ lực tiếp cận Uleda ở Donbass. Việc dùng xe máy giúp lính Nga đi qua các cánh đồng chống trải, tránh bị UAV Ukraine tấn công và xuyên thủng hàng phòng ngự đối phương từ hai bên sườn. Theo hãng tin Sputnik, đây là chiến thuật tấn công mới được cơ quan báo chí của Bộ Quốc phòng Nga tiết lộ. Cụ thể, các binh sĩ Nga thuộc nhóm chiến đấu Vostok đã tích cực sử dụng xe máy và xe địa hình 4 bánh trong quá trình giải phóng làng Staromaoske và các khu định cư khác trên đường tiếp cận Uleda ở vùng Donbass. Cựu đại tá lục quân Nga kiêm chuyên gia phân tích quân sự Viktor Litokin cho hay, các xe máy này được sử dụng để thâm nhập vào phía sau phòng tuyến của đối phương, xông vào một số vị trí nhất định nếu như những vị trí này trước đó đã bị pháo binh hoặc UAV tấn công. Ông Litokin giải thích thêm, quân đội Nga làm cho đối phương bị choáng bằng pháo binh hoặc tên lửa, sau đó nhanh chóng tiếp cận khu vực bằng xe máy. Sau khi đối phương còn đang hoảng loạn, các lữ đoàn mô tô Nga đã đè bẹp họ. Trong khi đó, tờ New York Times cho rằng chiến thuật mới của Nga phù hợp khi vượt qua những cánh đồng có nhiều mìn. Song ông Litokin đã bác bỏ nhận định trên, nhấn mạnh các bãi mìn cần phải được dọn dẹp sạch trước khi làm nhiệm vụ. Quân đội Nga tiếp tục chiến dịch tấn công các căn cứ không quân Ukraine ở vùng Vltava bằng hệ thống tên lửa tác chiến chiến thuật Iskander-M. Quân đội Nga ngày 3 tháng 7 công bố đoạn video và cho thấy tên lửa Iskander-M đã gây thiệt hại nghiêm trọng cho cơ sở hạ tầng của sân bay, phá hủy một chiếc trực thăng Mi-24 đang đồn trú tại sân bay này. Trước đó trong cuộc họp hôm 2 tháng 7, Bộ Quốc phòng Nga cho biết quân đội nước này đã phá hủy 9 máy bay chiến đấu của không quân Ukraine trong 24 giờ qua. Theo đó, 7 máy bay chiến đấu Sukhoi Su-27 đã bị phá hủy hoặc hư hại trong cuộc tấn công bằng tên lửa Iskander-M của Nga vào sân bay Mykolaiv. Trong màn cập nhật mới nhất, bộ này cho biết thêm một máy bay Su-27 khác và một tiêm kích MiG-29 đã bị bắn hạ. Ngoại trưởng Hungary Peter Szijjarto đã có cuộc điện đàm với người đồng cấp Nga Sergei Lavrov, trong khi Thủ tướng Hungary Viktor Orbán đang gặp Tổng thống Volodymyr Zelensky ở thủ đô Ukraine. Bộ Ngoại giao Nga cho biết cuộc điện đàm là do phía Hungary khởi xướng. Trong đó, hai ngoại trưởng đã thảo luận về cuộc khủng hoảng Ukraine và nhấn mạnh sự cần thiết phải đảm bảo quyền của tất cả các cộng đồng thiểu số ở Kiev. Theo Bộ Ngoại giao Nga, các bên đã trao đổi quan điểm về những vấn đề hiện tại của chương trình nghị sự quốc tế. Trong cuộc thảo luận về vấn đề Ukraine, cả hai bộ trưởng đều nhấn mạnh sự cần thiết của việc Kiev đảm bảo quyền lợi của tất cả các cộng đồng thiểu số ở nước này một cách vô điều kiện. Chương trình nghị sự song phương tiếp tục phát triển trên tinh thần thực tế và cùng có lợi, bất chấp tình hình quốc tế vô cùng phức tạp. Budapest từ lâu đã tìm cách yêu cầu Kiev khôi phục quyền của người thiểu số Hungary ở Ukraine và cảnh báo rằng
nước này sẽ không ủng hộ nguyện vọng gia nhập Liên minh châu Âu của Ukraine. Tổng thống Nga Vladimir Putin đã đến thủ đô Astana của Kazakhstan, nơi các nhà lãnh đạo của các quốc gia thành viên và quan sát viên Tổ chức Hợp tác Thượng Hải SCO dự kiến sẽ thảo luận về một loạt vấn đề toàn cầu và khu vực trong hai ngày mùng 3 và mùng 4 tháng 7. Điện Kremlin cho biết, chuyên cơ chở Tổng thống Nga đã hạ cánh xuống Astana vào khoảng 5 giờ sáng ngày mùng 3 tháng 7 theo giờ địa phương. Theo trợ lý chính sách đối ngoại Yuri Usakov, chương trình làm việc của Tổng thống Putin bao gồm một loạt các cuộc tiếp xúc song phương rất quan trọng. Vì Moscow coi hội nghị thượng đỉnh SCO ở Astana là cơ hội tốt để đàm phán với lãnh đạo các nước tới tham dự. Trước các sự kiện nghi thức chính, ông Putin dự kiến sẽ gặp các nhà lãnh đạo Kazakhstan, Azerbaijan và Mông Cổ, cũng như Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình. Nhà lãnh đạo Nga cũng dự kiến sẽ hội đàm với Thủ tướng Pakistan Shehbaz Sharif. Chuyển sang tin tức liên quan đến các cuộc xung đột ở Trung Đông, nhóm vũ trang Houthi ở Yemen trong một động thái nóng mới đây đã công bố đoạn video kèm theo lời đe dọa sẽ đánh chìm tàu sân bay USS của Mỹ khi con tàu này tiến vào Biển Đỏ. Theo hãng tin Sputnik, trong video đăng tải, thủ lĩnh của Houthi Ansar Alan Abdul Malik al-Houthi nhấn mạnh kể từ bây giờ, tàu sân bay USS Theodore Roosevelt là mục tiêu chính của lực lượng tên lửa thuộc quân đội Yemen và sẽ là đối tượng bị nhắm mục tiêu khi đi vào Biển Đỏ. Thủ lĩnh Houthi cảnh báo, nếu họ muốn mạo hiểm, gặp rắc rối và đặt mình vào tình thế khó khăn giống như USS Dwight D. Eisenhower, hãy để họ đến. Houthi đã nhiều lần tìm cách tấn công tàu sân bay USS Dwight D. Eisenhower, nhưng Hải quân Mỹ khẳng định những cuộc tấn công này không gây thiệt hại cho siêu tàu sân bay và các tàu đi theo hộ tống. Nhóm tác chiến tàu sân bay USS Dwight D. Eisenhower lần đầu tiên được triển khai tới Đông Địa Trung Hải vào tháng 10 năm 2023. Đi cùng còn có tàu tuần dương mang tên lửa dẫn đường USS Philippine Sea và các tàu khu vực mang tên lửa dẫn đường USS Mason và USS Gravity. Sau 7 tháng hoạt động ở Trung Đông, nhóm USS Dwight D. Eisenhower cuối cùng đã rời Biển Đỏ vào đầu tháng 6 để trở về Mỹ, thay thế là tàu sân bay USS Theodore Roosevelt. Tổng thống Pháp Emmanuel Macron trong cuộc điện đàm mới đây với nhà lãnh đạo Israel Benjamin Netanyahu đã hối thúc Israel ngăn ngừa cuộc xung đột lớn với Hezbollah. Theo Điện Élysée, tại cuộc điện đàm, Tổng thống Emmanuel Macron bày tỏ quan ngại sâu sắc trước tình hình căng thẳng có chiều hướng gia tăng giữa Hezbollah và Israel, cũng như nêu bật sự cần thiết phải ngăn chặn nguy cơ xảy ra một cuộc xung đột lớn gây tổn hại cho lợi ích của cả Liban và Israel. Tổng thống Pháp nhấn mạnh, tất cả các bên cần khẩn trương đạt được giải pháp ngoại giao để chấm dứt cuộc xung đột hiện nay. Ông Emmanuel Macron cũng kêu gọi ông Benjamin Netanyahu kiềm chế mọi hoạt động mới nào ở Gaza gần Rafah hoặc Khan Yunis, cho rằng những hành động quân sự của Israel sẽ chỉ làm gia tăng số người thiệt mạng và làm trầm trọng thêm tình hình nhân đạo vốn đã rất thảm khốc nơi đây. Trong một diễn biến liên quan, Phó Tổng Thư ký phong trào Hezbollah Sheikh Nam Qasem, nhân vật quyền lực thứ hai của lực lượng, vừa ra tuyên bố con đường duy nhất dẫn đến việc ngừng giao tranh ở biên giới Israel-Liban là một lệnh ngừng bắn hoàn toàn ở Gaza. Ông Qasem khẳng định, nếu lệnh ngừng bắn ở Gaza đạt được, chúng tôi sẽ dừng tấn công mà không cần bất kỳ cuộc thảo luận hay đàm phán nào. Ông Qasem cho biết, sự tham gia của Hezbollah trong cuộc chiến Israel-Hamas chỉ đóng vai trò như một mặt trận hỗ trợ cho đồng minh và cam kết rằng nếu chiến tranh dừng lại, sự hỗ trợ quân sự này sẽ không còn tồn tại nữa. Theo vị thủ lĩnh cấp cao, trong trường hợp Israel thu hẹp lại các hoạt động quân sự mà không có thỏa thuận ngừng bắn chính thức và rút quân hoàn toàn khỏi Gaza, thì tác động đối với những xung đột biên giới Israel-Liban sẽ ít hơn. Trong những tuần gần đây, khi các cuộc đàm phán về lệnh ngừng bắn ở Gaza đang trong thế bế tắc, lo ngại về tình hình leo thang ở mặt trận phía Bắc của Israel và Liban ngày một gia tăng. Thổ Nhĩ Kỳ đã phải đóng các cửa khẩu biên giới chính giáp với khu vực phía Tây Bắc Syria sau khi quân đội nước này hứng chịu sự giận dữ từ người biểu tình quốc gia láng giềng. Vụ việc xuất phát từ các cáo buộc liên quan đến một người đàn ông nhập cư từ Syria lạm dụng tình dục một bé gái. Sau thông tin này, ngày 30 tháng 6, một nhóm đàn ông Thổ Nhĩ Kỳ biểu tình đã nhắm mục tiêu vào các doanh nghiệp và tài sản của người Syria ở Kayseri, miền trung Thổ Nhĩ Kỳ. Các video trên mạng xã hội cho thấy một cửa hàng tạp hóa bị đốt cháy. Các cuộc biểu tình bạo lực tiếp tục lan rộng và bùng phát ở các thành phố Hatay, Gaziantep, Konya, Bursa và một quận ở Istanbul khi người biểu tình Thổ Nhĩ Kỳ đốt phá phương tiện và tài sản thuộc sở hữu của người Syria. Hàng trăm người Syria sau đó giận dữ kéo xuống đường trên các vùng Tây Bắc Syria
nơi Thổ Nhĩ Kỳ vẫn duy trì hàng ngàn binh lính và thiết lập phạm vi ảnh hưởng để ngăn Tổng thống Syria Bashar al-Assad giành lại quyền kiểm soát khu vực này. Bộ trưởng Nội vụ Thổ Nhĩ Kỳ Ali Jayrikaya cho biết, cảnh sát nước này đã bắt giữ 474 người liên quan đến các vụ tấn công cộng đồng người Syria trên toàn quốc. Tiếp tục với các tin tức quốc tế đáng chú ý khác, ngày 3 tháng 7, truyền thông nhà nước Trung Quốc đưa tin 242.000 người ở miền đông nước này đã phải sơ tán khi mưa bão hoành hành tại nhiều địa phương, khiến mực nước sông Dương Tử và các sông khác dâng cao. Cơ quan quản lý tình trạng khẩn cấp tỉnh An Huy cho biết, tính đến 16 giờ ngày 2 tháng 7, mưa bão đã quét qua 36 quận huyện thuộc 7 thành phố trong tỉnh, gây ảnh hưởng tới 991.000 hộ gia đình và buộc 242.000 người phải sơ tán. Mực nước trên sông Dương Tử đoạn qua tỉnh An Huy vượt quá mức cảnh báo và tiếp tục dâng cao. Mưa lớn cũng đẩy mực nước ở 20 con sông và 6 hồ khác trong tỉnh này lên trên mức cảnh báo. Lượng mưa đo được tại hàng trăm trạm thời tiết trên khắp tỉnh An Huy lên tới 100mm. Tại quận Hà Tây, gần thủ phủ Hợp Phì của tỉnh An Huy, lượng mưa đo được là khoảng 266mm. Chính quyền đã điều nhân lực đến giám sát các đập và đê dọc sông Dương Tử ở An Huy. Văn phòng thời tiết tỉnh cảnh báo sẽ có nhiều mưa hơn trên khắp An Huy từ ngày 3 đến ngày 5 tháng 7 và đưa ra cảnh báo về thảm họa địa chất ở khu vực phía Nam. Thưa quý vị, trước những chiến thắng đầu tiên của Đảng Cực hữu Tập hợp Quốc gia, Liên minh của Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đã bày tỏ mong muốn hợp tác để ngăn phe cực hữu chiến thắng. Nhưng đây là việc không hề dễ dàng. Vừa qua, Đảng Cực hữu Tập hợp Quốc gia của bà Marine Le Pen đã giành chiến thắng tại vòng bỏ phiếu quốc hội đầu tiên với khoảng 33% phiếu bầu. Kế đến là Liên minh cánh tả mặt trận bình dân mới, viết tắt là NPF với 28%, nhóm trung dung của Tổng thống Macron về đích thứ 3 với 20%. Đây là kết quả thất vọng của ông Macron, người đã quyết định giải tán quốc hội và tổ chức bầu cử sớm. Ngược lại, tỷ lệ phiếu bầu trên được cho là một chiến thắng mang tính lịch sử của Đảng Cực hữu Tập hợp Quốc gia tại Pháp. Hiện nay, Đảng Cực hữu Tập hợp Quốc gia đang bước vào vòng bầu cử thứ hai với sự tự tin lớn, mặc dù kết quả cuối cùng còn lệ thuộc vào thời gian xây dựng liên minh trước cuộc bỏ phiếu tuần tới. Tại Pháp cũng như châu Âu, Đảng Tập hợp Quốc gia bị nhận xét là một chính đảng chống nhập cư, hoài nghi về châu Âu. Sau giai đoạn dài bị ghẻ lạnh ở Pháp, đảng này đang tiến gần tới quyền lực hơn bao giờ hết. Bà Le Pen được cho là đã tìm cách củng cố hình ảnh của đảng này, tránh khỏi những nhận xét mang tính tiêu cực như phân biệt chủng tộc và bài Do Thái. Cách điều chỉnh này trở nên hiệu quả khi cử tri phẫn nộ với thành tích kinh tế của Pháp dưới thời ông Macron, cũng như những lo ngại liên quan tới vấn đề nhập cư trong xã hội nước này. Tuần tới là thời điểm đảng cực hữu đứng trước ngưỡng cửa thành lập chính phủ nếu chiếm đa số, trong khi các đảng khác tìm cách thỏa hiệp với nhau để ngăn điều này xảy ra. Hôm 30 tháng 6, lãnh đạo từ cả Liên minh cánh tả lẫn Liên minh trung dung của ông Macron đều khẳng định sẽ rút ứng viên của mình tại các khu vực bầu cử nếu có ứng viên khác sở hữu lượng ủng hộ đông hơn, đủ sức đánh bại đại diện của Đảng Cực hữu Tập hợp Quốc gia. Giới quan sát nhìn nhận, Đảng Cực hữu có thể đẩy chính trị Pháp vào thế tam mã và có khả năng nếu đảng này thắng một ghế trong đường đua ấy, các đảng ở vị trí thứ 2 và 3 cần đàm phán để quyết định ai sẽ bỏ cuộc. Để thành công, dĩ nhiên chiến thuật này đòi hỏi sự thỏa hiệp, nơi các cử tri trung tả ủng hộ một ứng viên trung hữu và ngược lại. Dù vậy, cái gọi là mặt trận Cộng hòa ấy đang bị đánh giá suy yếu khi cử tri ngày càng có xu hướng không muốn bỏ phiếu cho các đảng khác vốn mang lập trường chính sách không phù hợp với họ trên nhiều mặt. Thưa quý vị, trong các cuộc bầu cử hiện nay, lá phiếu của cử tri trẻ tuổi đang ngày càng được quan tâm nhiều hơn vì họ được cho là người đang nắm giữ trong tay quyền quyết định thắng thua của các chính khách, đảng phái. Với bối cảnh vật giá leo thang và triển vọng kinh tế sụt giảm, các phe cực hữu ở châu Âu trong thời gian qua đã làm chao đảo chính trường nhờ vào việc thu hút được một lượng lớn cử tri trẻ tuổi. Tại Pháp vào ngày 30 tháng 6, Đảng Cực hữu Tập hợp Quốc gia RN đã giành chiến thắng trước liên minh cầm quyền của Tổng thống Pháp Emmanuel Macron trong cuộc bầu cử quốc hội sớm vòng 1. Trước đó, cuộc bầu cử nghị viện châu Âu cũng đã chứng kiến sự trỗi dậy mạnh mẽ của phe cực hữu tại các quốc gia như Đức, Bỉ và Italy. Cụ thể, 16% cử tri dưới 25 tuổi ở Đức đã bỏ phiếu cho đảng cực hữu AfD, đưa đảng này lên vị trí thứ hai sau đảng bảo thủ dân chủ xã hội cơ đốc giáo CDU-CSU trong cuộc bầu cử nghị viện châu Âu. Đảng cầm quyền của Thủ tướng Olaf Scholz hứng chịu thất bại nặng nề khi chỉ về thứ ba với số phiếu ít ỏi. Tại Italy, 21% cử tri trong độ tuổi từ 18 đến 34 đã giúp phe cánh hữu của Thủ tướng Giorgia Meloni chiến thắng với 28% số phiếu bầu, giành được 28 ghế tại Nghị viện châu Âu. Ở Bỉ, đảng cánh hữu Vlaam Belang dẫn đầu cuộc bầu cử với 14,8% số phiếu, gián tiếp khiến Thủ tướng Alexander De Croo phải tuyên bố từ chức.
Project Syndicate nhận định việc các phe cực hữu ngày càng thu hút người trẻ là do thất vọng của các chính trị gia truyền thống ở châu Âu. Trong thời gian gần đây, tình trạng lạm phát, vật giá leo thang và triển vọng kinh tế sụt giảm đã được ghi nhận tại rất nhiều quốc gia thuộc lục địa già. Theo đó, tỷ lệ thất nghiệp của thanh niên ở Tây Ban Nha năm 2023 là 27,9%, ở Hy Lạp là 27,7%, ở Italy là 20,7% và ở Thụy Điển là 18,9%. Trên thực tế, các quốc gia như Pháp và Đức đã có những biện pháp nhằm giảm tỷ lệ thất nghiệp ở người trẻ và đã đạt được một số thành công nhất định. Tuy vậy, sự ủng hộ của phe cực hữu vẫn tăng nhanh do ngày càng có nhiều thống kê thể hiện một sự thật đáng buồn, dù có cố gắng làm việc đến đâu, phần lớn người trẻ vẫn sẽ khó khăn hơn thế hệ trước. Tình trạng này không chỉ xuất hiện ở thị trường lao động mà đã lan tới toàn bộ khía cạnh trong đời sống châu Âu. Người trẻ hiện nay phải đối mặt với cuộc khủng hoảng nhà ở, chi phí học tập đắt đỏ, hệ thống chăm sóc sức khỏe quá tải. Trước những sức ép này, giới trẻ ở châu Âu đã bị thuyết phục bởi các chính trị gia cánh hữu, những người đã tận dụng rất tốt mạng xã hội để tương tác. Vào năm 1960, nhà lý luận truyền thông Marshall McLuhan từng nhấn mạnh tầm quan trọng của cách truyền đạt thông điệp qua các phương tiện, qua đó mọi người giao tiếp sẽ định hình tương tác của họ. Nhận xét nổi tiếng của ông Marshall McLuhan, phương tiện là thông điệp, thậm chí còn phù hợp hơn trong các thời đại của nền tảng xã hội ngày nay, cho phép các chính trị gia cực hữu điều chỉnh thông điệp phù hợp với giới trẻ. Có thể nói đây là một công cụ mạnh mẽ giúp thúc đẩy sự tham gia, gắn kết và hình thành bản sắc. Bằng cách khơi dậy những bất bình được chia sẻ, mạng xã hội có thể giúp các phong trào chính trị mở rộng và tập hợp người ủng hộ. Trong thời đại hiện nay, thế hệ cử tri trẻ tiếp xúc với thông tin chủ yếu qua các nền tảng như YouTube, TikTok và Instagram. Một báo cáo mới đây chỉ ra rằng 57% thanh niên Đức tìm hiểu về tình hình chính trị thông qua mạng xã hội và xu hướng tương tự cũng xuất hiện trên khắp châu Âu. Nhằm vào yếu tố này, phe cực hữu ở châu Âu đã tạo ra các đề tài gây tranh cãi trên mạng xã hội để thu hút giới trẻ. Họ đã tận dụng thật tốt thuật toán của các mạng xã hội khi những thông điệp gây tranh cãi thường được ưu tiên bởi chúng tạo ra tương tác tốt hơn các nội dung chính trị nghiêm túc. Trong khi đó, các chính trị gia truyền thống lại tương đối chậm chạp trong việc bắt kịp xu thế. Ví dụ điển hình là trường hợp của Thủ tướng Olaf Scholz khi ông mới đăng ký tài khoản TikTok vào tháng 4, trong khi phe cực hữu ở Đức đã làm điều này suốt một thời gian dài để lắng nghe và chia sẻ nỗi sợ hãi, lo lắng của các cử tri. Điều đó cho thấy, chính trị gia nào không tận dụng được phương tiện truyền thông xã hội một cách hiệu quả, thì có nguy cơ bị một bộ phận đáng kể cử tri trẻ xa lánh, và kết quả là những gì chúng ta đã chứng kiến trong cuộc bầu cử nghị viện châu Âu. Để giành lại sự ủng hộ của những người trẻ bất mãn, các nhà lãnh đạo chính trị phải đưa ra tầm nhìn hấp dẫn cho tương lai, đồng thời làm chủ trên các nền tảng truyền thông nơi giới trẻ hoạt động tích cực nhất. Sự gia tăng ủng hộ phe cực hữu trong cử tri trẻ châu Âu là dấu hiệu rõ ràng nhất cho thấy nền chính trị truyền thống phải thích nghi hoặc có nguy cơ bị thế hệ cử tri tiếp theo phớt lờ. Trong trường hợp phe cực hữu Tập hợp Quốc gia tiếp tục được ủng hộ tại vòng bầu cử thứ hai và giành được đại đa số tại Quốc hội Pháp, EU sẽ phải đối mặt với sự phân cực chính trị ngày càng nghiêm trọng. Điều này không chỉ đơn giản là gây ảnh hưởng đến những quyết định của khối 27 trong tương lai, mà còn có thể gây ra sự rạn nứt, thậm chí là sụp đổ, nhất là trong bối cảnh cuộc bầu cử ở Đức cũng đang đến gần. Theo số liệu mới nhất từ các cuộc thăm dò, phe cực hữu tại Đức cũng đang có được sự ủng hộ của đa số giới trẻ và xu hướng này ngày càng tăng lên. Các chuyên gia ước tính số phiếu ủng hộ phe cực hữu AfD hiện rơi vào khoảng 22-23%, mặc dù tỷ lệ ủng hộ đảng này tại cuộc bầu cử châu Âu chỉ vỏn vẹn 15,9%, thấp hơn nhiều so với các dự đoán. Thắng lợi của phe cực hữu ở Pháp sẽ chỉ làm cho làn sóng cực hữu ngày càng mạnh mẽ hơn ở Đức. Hiệu ứng domino sẽ tiếp tục được lan rộng, ảnh hưởng dần dần đến chính trường của các nước khác như Bỉ, Áo và làm suy yếu các lực lượng đối lập. Ngoài ra, châu Âu cũng sẽ phải đối mặt với nguy cơ Brexit. Mặc dù trong kịch bản đảng cực hữu thắng lợi, Tổng thống Pháp vẫn sẽ có được quyền tự quyết về các vấn đề đối ngoại, nhưng về lâu dài, đảng cực hữu sẽ tăng dần sức ảnh hưởng và ép ông Macron phải vào thế thỏa hiệp. Tương tự như trường hợp của cựu Thủ tướng Anh David Cameron, khi đó sẽ khó có thể dự đoán quyết định của người dân Pháp trong cuộc trưng cầu dân ý Brexit dưới triều đại cực hữu. Viễn cảnh về việc Pháp rời khỏi EU sẽ kéo theo nhiều hệ lụy, hậu quả nghiêm trọng nhất là làn sóng cực hữu sẽ làm liên minh tan rã. Trong bối cảnh cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump có khả năng tái đắc cử, chiếc cọc cứu vớt châu Âu là NATO sẽ không còn tỏ ra chắc chắn như mọi người vẫn thường lầm tưởng. Châu Âu sẽ dễ bị tổn thương hơn bao giờ hết với sự trỗi dậy của phe cực hữu. Theo các chuyên gia đánh giá, cuộc bầu cử quốc hội lần này có thể mang tính tàn phá nặng nề nhất kể từ sau chiến tranh lạnh, không chỉ đối với Pháp mà còn đối với Liên minh châu Âu và NATO.
Tuy nhiên, để biết được kịch bản nào xảy ra, dư luận sẽ phải chờ đến kết quả bỏ phiếu vòng 2 diễn ra vào ngày 7 tháng 7. Các bạn vừa xem chương trình Toàn cảnh quốc tế. Hãy ấn like và subscribe kênh YouTube của báo điện tử VOV. Truy cập vào địa chỉ vov.vn để theo dõi những tin tức thời sự cập nhật mới nhất của chúng tôi. Còn bây giờ xin kính chào và hẹn gặp lại.